Nguyên Vũ lên tiếng cực gắt sau khi Hồ Văn Cường nhận tiền cát xê từ ekip Phi Nhung. Suốt những ngày qua, câu chuyện cát xê của Hồ Văn Cường một lần nữa trở thành đề tài nóng khi ca sĩ Phi Nhung qua đời. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán khi ekip của ca sĩ thông báo đã chuyển giao đầy đủ tiền cát xê cho Hồ Văn Cường. Không chỉ vậy, gia đình của nam ca sĩ cũng nhận được 500 triệu đồng do giọng ca Bông Điên Điển hứa trao tặng khi con nuôi ra ở riêng. Ngay sau khi phía ekip của ca sĩ Phi Nhung làm sáng tỏ sự việc, Nguyên Vũ, bạn thân của giọng ca 7X, đã lên tiếng trên trang cá nhân. Anh mong khán giả không nặng lời với Hồ Văn Cường vì cậu vừa trải qua nỗi đau mất đi mẹ nuôi. Đồng thời, Nguyên Vũ cũng mong sự việc có thể khép lại để người bạn quá cố của anh có thể yên tâm nhắm mắt. Vấn đề của Hồ Văn Cường đã giải quyết xong, tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ máy đứng tên. Bên cạnh đó, em còn được nhận 500 triệu tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng. Vậy là mọi chuyện nên khép lại đây. Hãy để người đã mất an lòng ra đi. Mọi người cũng đừng nặng lời với em ấy. Vì giờ này, chắc tâm lý mất đi người thân yêu, mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang trầm cảm rồi. Hãy vì tha bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm. Tất cả vì tình yêu thương. An nghỉ Phi Nhung yêu nhé. Nguyên Vũ chia sẻ. Không chỉ có Nguyên Vũ mà một thành viên trong ban tổ chức Việt Nam Idol Kids 2016, cuộc thi Hồ Văn Cường tham gia và đoạt giải quán quân, có bài đăng gây chú ý. Người này cho rằng, phía sau hậu trường, Hồ Văn Cường là một cậu bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng không muốn khơi dậy. Hãy để đứa nhỏ được yên và sống đúng lứa tuổi của nó. Dưới phần bình luận, người này chia sẻ thêm, có những chuyện uẩn khuất chỉ ban tổ chức mới biết nên rất thương thằng bé. Những người ngoài họ đâu biết sự thật bên trong, còn mình cũng không thể nói hết những uẩn khuất thay nó được. Đáng chú ý, Tóc Tiên, giám khảo Việt Nam Idol Kids năm đó cũng để bình luận dưới bài đăng, đồng quan điểm về tính cách Hồ Văn Cường với chủ nhân status, nữ ca sĩ cũng bày tỏ thắc mắc. Em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hùi nhau ăn hiếp thằng bé. Chia sẻ của Tóc Tiên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng tình từ phía cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự khó hiểu khi giọng ca trẻ liên tục bị những người thân thiết cộng sự của Phi Nhung dằn mặt những ngày qua. Được biết, sau khi quản lý hoàn trả toàn bộ số tiền cát xê 5 năm qua, fanpage cá nhân của Hồ Văn Cường đăng tải status làm rõ mọi vấn đề liên quan. Trong bài viết, Hồ Văn Cường khẳng định chưa bao giờ phủ nhận công ơn và tin rằng mẹ Phi Nhung sẽ hiểu được nỗi lòng của bản thân. Đồng thời, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 thông báo sẽ dừng hợp tác với công ty Phi Nhung, hoàn trả lại toàn bộ các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của công ty. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải, bức tâm thư của Hồ Văn Cường lại đang gây ra nhiều tranh cãi. Rất nhiều khán giả gửi lời động viên Hồ Văn Cường mạnh mẽ vượt qua biến cố. Tuy nhiên, không ít người tỏ ý nghi ngờ Hồ Văn Cường không đích thân viết nên dòng trạng thái này. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, khi cựu người mẫu Trang Trần đến tận nhà hỏi chuyện, Hồ Văn Cường chỉ cúi mặt im lặng mà không có bất cứ phát ngôn nào. Đây không phải lần đầu tiên Hồ Văn Cường dính phải nghi vấn không tự tay viết status đăng lên fanpage cá nhân. Nguyên nhân do xuất phát từ việc Hồ Văn Cường thừa nhận mình không giỏi giao tiếp, nói chuyện hay an ủi người khác. Tuy nhiên, sau khi đọc tổng thể cả status, ai cũng thấy rằng ngôn từ ngữ pháp Hồ Văn Cường sử dụng rất chỉnh chu, mượt mà. Trong bài viết, nam ca sĩ cho biết các trang mạng xã hội của anh đều đang thuộc quyền quản lý của công ty. Thời gian tới, Hồ Văn Cường sẽ dừng hợp tác và lập ra những kênh truyền thông mới cho riêng mình.